Ê, Thiện. Anh tới rồi hả? Anh cũng tính xăm hình cùng với em à? Anh xin phép chút nha. Anh đương nhiên không phải tới xăm hình rồi. Anh tới để nói cho em biết chúng ta đã tới đây một tuần lễ, kỳ nghỉ phải kết thúc rồi đó. Không, 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 Ừ? không kết thúc. Em ở đây chơi vui lắm mà. Nghỉ phép thì đương nhiên phải vui rồi, nhưng mà cũng tới lúc phải quay về với công việc. Lúc nãy đạo diễn mới gọi cho anh để hối bản thảo đó. Anh nói hàng tồn của em đã toàn bộ quay xong hết rồi, chúng ta phải quay về Hồng Kông. Em không muốn quay về đâu. Em muốn tiếp tục ở lại chỗ này. Ừ, ở lại đây cũng được luôn, dù sao viết bản thảo đâu cũng được mà. Anh có rất nhiều việc phải làm, anh phải về Hồng Kông trước. Và em ngoan ngoãn viết cho xong bản thảo rồi mau chóng gửi cho anh nha. Em dự định là không viết kịch bản nữa. Hả? Em không làm việc nữa đâu. Em quyết định ở lại đây để sinh sống. Bây giờ mới phát hiện ra thế giới của Pinky có thể tuyệt tới như vậy, vô ưu vô lo như vậy, vui vẻ hạnh phúc tới như vậy, không cần phải chịu trách nhiệm, đến thì giống như ở thiên đường vậy đó. Không phải, lúc nãy em nói em không viết bản thảo nữa, em muốn ở lại đây sinh sống là có ý gì hả? Em muốn nghỉ hưu đó. Nghỉ hưu? Ừ. Em không viết kịch bản nữa, tra lưu thang làm sao đây? Thì anh kêu Bonnie viết đi, nếu không thì mời biên kịch khác viết đi, không liên quan tới em nữa đâu. Thật sự em bắt đầu từ năm mười mấy tuổi đã ra ngoài làm việc, tất cả hạn mức dứt dạ cực khổ của em cũng dùng hết rồi. Thiện à, Là vậy nè, em đã suy nghĩ rõ ràng lắm rồi. Em muốn nghỉ hưu, em không muốn đi làm nữa đâu. Em có tiền tiết kiệm mà, Kim Thành An cũng đã ra ngoài đi làm rồi, em tuyệt đối có thể nghỉ hưu rồi. Em phải sống một cuộc sống vô ưu vô lo. Hay là vậy đi, hả? anh với em cùng nhau ở lại nơi này nha, trở thành một cặp đôi uyên ương thần tiên mẫu hồng. Chuyện gì đâu rồi? Không lẽ anh tính bỏ lại một mình tự mình quay về Hồng Kông sao? Thiên, Anh không có quay về sao? anh đương nhiên không quay về, sao nỡ bỏ lại em một mình chứ. Anh còn mang ngạc nhiên tới cho em. Hử? Hai mami, bé hai, con là Kim Thành Little Pinky An, bé con nhớ hai. mami quá. Anh hai, em thấy hơi chóng mặt đó. Tránh ra đi, con làm trò gì vậy Kim Thành An? Ba ơi, chú ơi, sao hai người mặc đồ như vậy? Bé hai à, bà đúng là thấy căng rứt lắm đó. Triệu Dĩ nói cho bà nghe, bà mới biết rằng thì ra đó giờ con luôn có một nút thắt trong lòng. Phải đó, hả? Anh hai cảm thấy anh không thể cho con một tuổi thơ màu hồng công chúa giống như vậy, thấy rất hổ thẹn, vậy nên cố tình đưa mọi người tới đây bù đắp cho con đó. Hả? Bù đắp cái gì chứ? Đâu để ở với con nè. Điều gì nói cho bà biết, sau khi con nghỉ hưu rồi sẽ sinh sống ở đây luôn. Ba lại không muốn cả gia đình mình bị tách ra, thế nên quyết định cả nhà chúng ta đều di cư qua bên đây để ở với con, sau này cùng sinh sống trong thiên đường màu hồng này. Con nói có phải tốt không? Phải đó, Huy nó cũng sẽ đáp chuyến bay trễ một chút để tới đây tập hợp với mình. Mami, má xem mọi người nè, mọi người vì muốn nhập gia tùy tục nên mọi người đều mặc nguyên bộ đồ màu hồng nè, sao hả? Có phải đẹp lắm không? Con sai rồi, ông đẹp hơn nè. Ơi, ba không ngờ là ba mặc màu hồng cũng đẹp đó chứ. Bé hai phải không? Đừng có ngốc quá anh hai, anh coi nè, bộ tóc màu hồng bùng nổ vừa mềm mại vừa có tính đàn hồi này của em á, đích thực là thống lĩnh hàng đầu, xứng đáng được giải nhất đó. Bé hai, con coi nè. Có phải rất muốn chú gãi cho một chút không? Má. Má mi à, má có ổn không vậy? Thiện ơi, em cảm thấy sao rồi? Nè. Sau này đừng để cho em nhìn thấy màu hồng nào nữa. Em không muốn thấy nó nữa đâu. Em muốn về Hồng Kông. Yeah. Ê, em làm gì vậy hả? Làm gì? Dỡ hết mấy thứ này đi, để ở đây nhìn chướng mắt quá. Em nỡ lòng sao? Chẳng phải là em thích màu hồng lắm mà. Anh còn dám nói nữa hả? Đều là do anh hết đó. Sao lại liên quan tới anh? Anh đừng tưởng là em không biết đó nha. Anh sợ em không về Hồng Kông với bản thảo, cho nên cố tình kêu chú Kim Thành An với lại ba mặc đồ không ra cái gì hết. Bây giờ em nghĩ tới màu hồng thôi là muốn ói rồi. Anh cũng biết là không giấu được em rồi, nhưng mà dù sao anh cũng cảm thấy
Em trong màu trắng đen xám dễ chịu hơn. Xem ra em không có số công chúa rồi. Lại tiếp tục cuộc sống trắng đen xám của em vậy. Đừng nói vậy chứ. Trắng đen xám cũng có thể làm công chúa mà. Bên kia. Trời ơi, bảnh quá. Bảnh phải không? Đẹp phải không? Thật sự anh cảm thấy em từ đầu đã thoát khỏi phong cách công chúa bản thân rồi. Tuy rằng ở trong ảo tưởng của em Binky là vô ưu, nhưng mà cuộc sống của cổ nhất định không đặc sắc bằng em đâu. Anh cảm thấy Binky ngược lại sẽ ngưỡng mộ cuộc sống hiện tại của em.